tạp chí đặc biệt. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. 30 chưa phải là Tết. Người Việt chúng ta nói với nhau như vậy. Đúng thế, ngày 31 tháng 12 vẫn còn của năm cũ. Có chăng là thời khắc linh thiêng của đêm trừ tịch và khoảnh khắc giao thừa giữa năm mới và năm cũ, khi người ta cùng nhau chờ đợi và vỡ òa trong niềm vui của một năm mới vừa đến với những niềm hy vọng mới. Ở các nước phương Tây, việc chuẩn bị cho những ngày lễ cuối năm bắt đầu là lễ Giáng sinh và kết thúc bằng ngày đầu năm mới. Như vậy, mọi thứ đã sẵn sàng từ ngày 24 tháng Chạp và lễ hội tiệc tùng cho đến ngày hết ngày đầu tiên của năm mới. Ngày nay, hàng hóa đã sẵn sàng và siêu thị mở cửa ngay ngày 26, nên cũng không khó nếu rơi vào cảnh thiếu cái gì đó cho những ngày này. Không phải như thời xa xưa khi sản xuất chưa được hiệu quả. Truyền thống Tây Phương, người ta đón Giáng sinh, mừng Chúa ra đời trong bầu khí của gia đình. Mọi thành viên trong gia đình cùng nhau quy tụ lại như ngày Tết Nguyên Đán của người Việt. Nhưng người ta lại đón giao thừa của năm mới ở bên ngoài. Và vì thế người ta nói với nhau, Vous vous mettez sur votre 31. Thành ngữ này tạm dịch là lên đồ cho bành tỏng hay mặc đồ nghiêm chỉnh để đi dự lễ hội hay dự tiệc. Tôi không biết trong tiếng Việt có thành ngữ nào tương đương hay không, vì thành ngữ này trong tiếng Pháp không hề liên quan gì đến ngày 31 tháng Chạp. Bất ngờ lắm phải không các bạn? Đối với người Pháp, đó là phong tục. Vào những dịp như hội họp, bữa tiệc gia đình, lễ Tết, v.v., khách mời thường sẽ chuẩn bị chỉnh chu từ đầu tóc cho tới quần áo, và người ta nói se mettre sur son 31. Theo các nhà ngôn ngữ học, thành ngữ này xuất hiện lần đầu trong cuốn sách của Claude Duneton là Bouche à l'oreille, rồi sau đó dần dần lan truyền trong cách nói bình dân, đến nỗi làm quên luôn nguồn gốc văn chương của nó. Nhà ngôn ngữ học Maurice Rath cho rằng thành ngữ se mettre sur son 31 được hình thành từ hai thành ngữ khác là se mettre sur, nghĩa là ngồi lên trên, đứng lên trên, và 31 là lối nói chệt đi của 30, nghĩa là 30, mà là 30 trong tiếng Pháp ngày xưa dùng để chỉ một loại vải cao cấp thuộc hàng xa xỉ. Loại vải này được dệt từ việc kết hợp 300 lần các sợi chỉ với nhau, và vì thế có lẽ 31, 31 là sự biến dạng thêm một lần nữa của kiểu tam sao thất bổn của thành ngữ trong lối nói bình dân. Như vậy, lúc ban đầu thành ngữ se mettre sur son 31 có nghĩa là se mettre sur soi son 30, tạm dịch là lên đồ như ông già 30, tức là ăn mặc đúng đắn, nghiêm túc, chỉnh tề. Tuy nhiên, lại có một dị bản khác trong giới nhà binh cho rằng thành ngữ này dùng để chỉ con số của một trang phục nghi lễ, được dùng trong những đồng phục quân đội. Vậy thì 31 hay 30, vì ở thế kỷ thứ 19, người ta cũng nói se mettre sur son 36 hay se mettre sur son 42, tức là ăn mặc theo kiểu 36 hay 42. Có thể Claude Duneton đã lấy thành ngữ này từ giới chơi cờ bạc, vì Emma Martin trên Courrier de Vaugelas vào năm 1876 đã kể lại câu chuyện như sau. Trong một số cách đánh bạc thịnh hành trong giới bình dân thời đó, con số 31 đại diện cho số điểm thắng bài. Khi người chơi đạt đến con số này, người đó sẽ thắng ván bài đó và gom tiền. Lối chơi này thịnh hành nhất trong giới cờ bạc gạo và giới linh tráng. Nhưng tại sao con số 31 lại chuyển từ sòng bạc qua cách ăn mặc trong những dịp long trọng? Cũng theo Claude Duneton, có một thành ngữ gần giống là se mettre sur le bon bout, nghĩa là trang điểm. Có vẻ đây là sự chơi chữ của giới bình dân, vì khi thắng bài, người ta thường đứng dậy, vuốt tóc, chải đầu, chỉnh lại quần áo để lấy hên, để đánh tiếp hay là ra về. Tóm lại, dù thắng hay thua, dù trong túi rủng rỉnh hay rỗng tách, thì người ta cũng vẫn phải ăn mặc chỉnh tề, se mettre sur son 31, để bước ra khỏi sòng bạc. Vậy người phương Tây có lì xì không? Xin thưa là có. Từ étrenne trong tiếng Pháp có nghĩa là lì xì, tặng quà nhân dịp năm mới hay bắt đầu một cái gì đó mới mẻ. Từ này có nguồn gốc trong tiếng Latin. Theo truyền thuyết, tại cổng thành Roma có một khu rừng thiêng của nữ thần Strenia, nơi người ta đến hái cỏ roi ngựa,
tiếng Pháp là Verveine. Srenia là nữ thần ít khó tính nhất và ít đòi hỏi hay làm khó con người. Có lẽ vì thế mà có từ Etren. Thời La Mã, người ta thường cắt cỏ roi ngựa để tặng cho các thẩm phán, các quan tòa vào ngày đầu năm. Người ta tặng những cành cỏ roi ngựa cho các thẩm phán với lời chúc năm mới ấm êm. Và người La Mã xưa cũng muốn tránh việc tặng quà cho các vị cầm cân nảy mực của thành phố với những mục đích xấu. Khi đế quốc La Mã lan rộng, tập tục này cũng thay đổi để thích ứng với những môi trường mới. Người ta tặng chút tiền mới cho các trẻ em, những người giúp việc trong nhà, những người làm các công việc công cộng, phục vụ cộng đồng như gom rác chẳng hạn. Và đôi khi cái tục này biến tướng theo chiều hướng xấu, có người lợi dụng nó để thực hiện hành vi hối lộ. Và vì thế đến thời Cộng Hòa ở Pháp, nhất là sau cuộc cách mạng 1789, tục lì xì bị cấm ngặt và dần dần biến mất. Thật là đáng tiếc cho các trẻ em ở Pháp. Next year all our troubles will be out of sight. Ngày đầu năm, người Pháp chúc nhau Bonne Année. Có một năm, nhà báo Linda Giger trên TV5 chúc Belle Année. Thế là có chuyện. Trong tiếng Việt, chúng ta dịch chữ Bonne Année là năm mới tốt lành, còn Belle Année là năm mới tươi đẹp. Vậy có gì khác không? Theo nhà báo này thì câu chúc năm mới tươi đẹp Belle Année nghe có vẻ sáo rỗng và vô nghĩa. Còn bạn thì sao? Khi chúng ta chúc nhau và để tỏ lòng kính trọng, ta sẽ đặt một câu với đầy đủ chủ vị để chúc mừng năm mới với những người lớn, những người đáng kính. Trong tiếng Pháp, ta cũng có thể dùng thể rút gọn với tính từ cộng với danh từ như Bonne Année, Bonne Journée, chúc một ngày tốt lành, chúc một năm tốt lành. Tương tự, ta có thể dùng các tính từ khác như đẹp, vui vẻ, hạnh phúc, vân vân để chúc nhau. Theo ký giả Linda Giger, lúc đầu người Pháp chúc nhau một ngày tốt lành, Bonne Journée, và để đến thế kỷ thứ 18, lời chúc này thu gọn lại khi dùng Bonne Jour. Rồi đến một ngày đẹp trời, hai từ Bon và Jour tách rời bị viết dính lại thành lời chào Bonjour như ngày nay. Và với điện thoại thông minh của ngày hôm nay, đôi khi chúng ta cũng chỉ dùng những biểu tượng mặt cười để chào nhau hay để trả lời. Vậy ta có cần chúc nhau không? Lời chúc vào thời cổ đại, đó là những lời nguyện xin chân thành cho năm mới. Trong tiếng Pháp, lời chúc vœu và vote, lá phiếu, đều bắt nguồn từ trong tiếng Latin votum, nghĩa là một lời nguyện xin, ước nguyện và lời hứa thực hiện với Chúa. Đây là một việc làm có tính hai chiều. Ta xin Chúa một điều gì đó, và nếu ước nguyện thành sự, ta sẽ tạ ơn Chúa bằng một việc làm như đã hứa trước đó khi xin. Như vậy, chúng ta thấy những tấm bảng khắc chữ tạ ơn ở những nơi như nhà thờ, tượng thánh, đình chùa, tượng Phật, v.v. Đó là cách thức thực hành lòng đạo Đức gọi là ex voto. Trong nghĩa tôn giáo, vœu có nghĩa là lời khấn theo Kitô giáo, và cũng có nghĩa là trong Phật giáo cũng vậy. Vœu là một lời tuyên hứa với Chúa là sẽ tuân phục vâng lời các bề trên, v.v. Và điều này được ghi lại ở trên giấy trắng mực đen. Trong đời sống dân sự, vœu, lời ước nguyện, lúc đầu là những thỉnh cầu được viết ra và gửi lên cho các vị cầm quyền, các nhà thẩm phán, các quan đầu tỉnh, mong rằng các vị này sẽ thay mặt vua để thực hiện những lời ước nguyện đó. Chính từ năm 1840, khi con tem ra đời và ngành bưu chính trở nên thông dụng, người Anh đã cho ra đời những tấm thiệp Giáng sinh đầy màu sắc xinh tươi, được gửi đi từ đầu tháng Chạp. Những tấm thiệp này truyền tải những lời chúc tốt lành cho năm mới, sức khỏe, công việc, v.v. Với công nghệ mới, nhanh chóng và hiệu quả tức thì, những lời chúc không còn được viết trên những cánh thiệp bằng giấy nữa, mà được gửi đi từ máy tính, từ những chiếc điện thoại thông minh. Ngay cả những tấm thiệp cũng được lập trình sẵn. Tuy nhiên, nó vẫn cần đến bạn chọn và gửi đi đến những người thân thương. Bạn đã làm chưa? Phần tôi xin kính chúc quý vị và gia quyến một năm mới an vui và sức khỏe dư tràn. Xin kính chào quý vị. Happy.